Hương chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1 môn công nghệ 7 năm học 2022-2023. Nội dung đề kiểm tra giữa kỳ môn công nghệ 7 gồm có 2 phần. Phần trắc nghiệm có 16 câu 4 điểm và phần tự luận có 4 câu 6 điểm. Về kiến thức trải dài trong chương 1 và chương 2 sách tham khảo công nghệ 7 của nhóm tác giả Chân Trời Sáng Tạo. Về ôn tập trực tuyến hôm nay, chúng ta sẽ ôn một số kiến thức dành cho phần tự luận. Kiến thức chương 1 và chương 2 gồm có những bài như sau. Mở đầu về trồng trọt. Thứ hai là quy trình trồng trọt. Mở đầu trồng trọt có vai trò triển vọng của trồng trọt. Các nhóm cây trồng, phương thức trồng trọt công nghệ cao, ngành nghề trong trồng trọt. Về quy trình trồng trọt, ta có chuẩn bị đất trồng, chuẩn bị giống cây trồng, gieo trồng, chăm sóc cây, thu hoạch, nhân giống cây trồng bằng phương pháp dâm cảnh. Chúng ta đi từng câu một. Câu thứ nhất, Việt Nam có những nhóm cây trồng phổ biến nào? Tụi con xem sơ đồ tư duy. Nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam gồm những nhóm như sau. Nhóm cây lương thực, nhóm cây ăn trái, nhóm cây công nghiệp, nhóm cây lấy củ, nhóm cây rau, đậu, các loại, nhóm hoa và cây cảnh. Khi chăm sóc cây trồng, cần áp dụng những biện pháp nào để đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường? Các con thấy, biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi chăm sóc cây trồng gồm 3 ý như sau. Thứ nhất, hạn chế sử dụng các chất hóa học. Thứ hai, đối với tưới tiêu nước, cần tạo rãnh thoát tránh để nước ứ động gây thối rễ, có nghĩa là chúng ta phải tạo những cái rãnh thoát để mà tránh nước ứ động gây thối rễ đó, các rãnh mà thoát nước này, tránh nước này để mà nước nó không có gây ứ động gây thối rễ. Khi bón phân vun xới, tỉa, dặm diệt cỏ dại và phòng trừ sâu, cần đeo bao tay và xử lý rác thải đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo, em hãy kể 5 loại thuộc nhóm cây lấy củ và cho biết củ sắn và khoai trồng nhiều ở tỉnh thành thuộc vùng nào. Ta thấy là có các loại khoai lang, khoai mì, khoai môn, khoai tây và cà rốt. Rồi sắn và khoai lang thì được trồng nhiều tỉnh thuộc vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Rồi hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khác nhau của cây trồng. Thì chúng ta thấy các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển khác nhau của cây trồng gồm nước, sâu bệnh, môi trường, khả năng chăm sóc, khí hậu, đất, giống và phân bón. Trong đó, phân bón đóng vai trò quan trọng trong trồng trọt. Em hãy đề xuất các công việc chăm sóc cho một loại cây trồng em yêu thích, nêu rõ ý nghĩa, mục đích của từng bước trong quy trình. Chúng ta thấy chúng ta chăm sóc cây có hoa hoặc là tùy các con có chọn là cây khác cũng được. Thứ nhất là thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện sâu bệnh. Nếu bị sâu hay bệnh thì tỉa bỏ những cành bị yếu, bị sâu, bệnh để cây được khỏe mạnh và phát triển tốt. Thứ hai là thực hiện vun xới và nhổ cỏ dại để đất trồng được tơi xốp và cỏ dại không cạnh tranh phân bón với cây. Thứ ba, sử dụng phân hóa học
hoặc phân hữu cơ hoai mục để bón cho cây. Do hai loại phân bón này dễ tan nên cây có thể sử dụng được ngay. Tưới nước cho cây để hòa tan phân bón tạo điều kiện thuận lợi cho cây hút dinh dưỡng. Chúng ta có một tình huống như sau. Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây, Huy phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em ấy gợi ý giúp bạn Huy biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô nhiễm môi trường, và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp đó. Sử dụng biện pháp thủ công là ngắt bỏ bắt sâu, ngắt bỏ lá có trứng. Giải thích là vì sâu mới xuất hiện nên sử dụng biện pháp thủ công vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho con người và không gây ô nhiễm môi trường. Giờ ôn tập đã hết. Chào tất cả các con. Chúc các con làm bài tốt và đạt điểm cao.